cho bà có mẹ quan âm đi giái mẹ cho gặp được bé. Quá linh nha, vừa giái sáng linh linh xuống rồi. Ở giái là sao? Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn. Bé ở trên đó bé chơi với bạn bé đó. Rồi bé học với chú Huy không? Chơi chung dần dần thì bé sợ lắm. Bé không thích xuống đây đâu. Thằng nhẹ đỡ mẹ chứ bé hoài à, níp mẹ bé hoài à. Quên hoài lắm bé chú chung chung trình tâm giác chưa bé đi. Ai không biết không nó. Chịu. Ai cho anh Tân á. Bé mời đi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, anh đừng định dạ quá. Mình đi mà mình nhấc mà chân là phải té mà phải có máu rơi rồi. Mẹ đâu? Trời đó như du cưới. Dạ. Anh Dũng này nói là sao sao thấy bé chơi trên thằng Khâm Hà mà không thấy ở Hoài Ly mà hôm nay giờ lấy ly rồi cây đây mà đứng đó không có đông đưa này thằng không đang ngủ đó ăn no đầy bụng được không khỏi được mát đâu. Yeah. Đó cây nhìn có lá đúng rồi. Phải không? À. Bình thường gió lồng lộng hôm nay đứng gió không đứng gió là hết. Đây sao đứng gió luôn ta. À, tự ăn cơm no quá đầy bụng rồi đâu có khỏi được. Con bé gì kia thằng không quạt gió đi, mát rồi con cô bé. Hú 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 hú. Thôi anh hiểu không anh già phải rồi anh đọc nón đi để cho bé nhìn thấy trẻ. Để anh thấy này có duyên gặp anh Dũng lần thứ hai trước lên gặp bên kia chỗ anh Chí á. Dạ với là anh Hảo anh Thanh nữa. Bữa nay cô bé đi đâu, đi lòng vòng trên núi này hay đâu? Dạ em ở Long Xuyên mới lên tới luôn. Cái này là trên rừng núi là hát bản gì hả cô? Dạ. Mô Phật bé chào đuổi cô, bé chào tủ liền tất cả mọi người trăm họ giờ đây tới nạc cùng vui đi. Dạ. Đường lên đá đó, cây này vẫn đứng đó đây. Chờ đây nó em đến, cơm này cũng có chút hiếu khôi. Đông quá làm sao ăn no được mà biểu đầy bụng, đúng không? Đó, dậy rồi ăn menu à. Nè cô nhìn coi bé đeo cái này giống đồng bóng không? Cái này là đồng bóng mà. Thấy không, hồ lô nè. Này là hồ lô giả, này là hồ lô thiệt. Này là hồ lô không, này là hồ lô đưa. Hồ lô đựng nước. Vậy sao, thôi. Sao ngồi đó vậy? Ngồi đó khi biết cách ngồi chỗ giác mà. Tự gì quýnh chạy giờ vô đóng giác trốn là được yên cầm. Bây giờ vậy thôi. Còn nếu mà gược mà không. Chào chị Mơ Phật. Nếu mà quýnh không đụng đóng giác thì chui xuống xịn. Trên đây đi đó nó chín này, sen đây vẫn nở mùi này bay xa. Xa đây con cháu xa gần này, về đây niệm Phật cho tổ thầy cổ huyền được cùng nghe. Bé chào chị. Sao chị dầm cái đó về làm gì á? Cái đó là kêu là cái cây sao cầm thằng không làm gì á? Chào bé lưỡi lép với em bạn đời đâm gặp bé lưỡi phép với em. Cái này là bé chị không phải chào chị giờ bé không phải chị chào bé đâu, chị chào các chị khác đó. Đợi bây giờ dẫn cho nhà cháu không có nước uống cỏ thì không còn nên cháu đây nó buồn quá nó ngủ gục này xuống đây thấy không. Anh Dũng xấu anh không có tiền còn bia đường, anh Dũng xấu lắm không có điện chơi còn bia đường phải cứ đà ngồi cho đóng giá hả chứ bé không thích ngồi chỗ nào nọ đâu, bé kỹ suất đóng giá cái đống sình thôi qua ngược quýnh thì chơi vô sình. Không còn nếu mà ngay chỗ chúng dắt thì chui vô đấm dắt chúm mà đấm dắt đó là ở Sài Gòn á chứ ở đây không phải đấm dắt lo bự coi vậy đâu. Ngồi kiểu này xấu quen. Mấy cái sâu này là của cô bé anh mua hả, mua hay là người ta tặng? Anh hỏi chi? Mấy cái sâu chuỗi này anh xin hả, không có cho đâu. Cho được bé hỏi dèm dèm, không phải ngồi xấu đó, bụng không có dèm đâu, đừng hỏi gì chuyện của khu lứ. Phụ nữ mình ta làm là đàn nam hỏi mấy cái này làm gì. Yeah. Anh nhiều chuyện. Thấy lẽ hỏi con vô hỏi khi khỏi chứ đừng có giờ hỏi giờ lụm luôn rồi. Chị với chị gì là chứ đâu giờ không, nếu mà không dục dút lại là anh đúng đụng rồi đúng rồi đặt đi đúng là gì đó không phải đúng là gớt ghê vậy. Mà
đừng đụng thân thể. Nếu mà một mình nên thì lụng lượt người ta nó đụng đi thì mình đụng, còn nếu mà có gần đấy sau khi đào vô nói đùa đó. Bé vui vẻ quá vui vẻ mà mới trẻ hoài đó. Vui vẻ trẻ hoài đó. Trẻ là sao? Trẻ đẹp. Giống gì? Đúng rồi. Vỗ tay hay ghê. Giống làm cho đẹp thiệt. xuống luôn rồi. Nó có phải sạch đây. Anh đây rồi. Đợi vừa lúi á, nên anh đem cho tình ấm ý ấm no cho lớn mùi người mình á, nên anh nhiều khi đi vừa lúi vậy nè, nở rớt cái máy này xuống vui dục á. Dạ chứ không phải già. Dạ, cái nào nói phải có chó già. Dạ. Dạ đúng không? Bé nói đúng chính xác. Ờ, cáo rồi. Nó sụt cặp vậy. Mong gặp bé bên này, gặp bé nào tội. Cho bà nó bên mẹ quan ngâm đi giái mẹ cho gặp đứa tụi. Quá linh nha, vừa bé sáng linh mình có gặp bé rồi. Ở gái là sao? Nguyễn Cũ Quyền á. Nguyễn Cũ Quyền để có duyên lên núi Cấm này được gặp ba cô bé. Ở từ đây Nguyễn. Đây đó nó tiêu gì chấm. Thôi được nha. Ừ cái bé đâu mà. Tụi lết. Hân thông nó gọi. Không có ca gọi đâu mà nó nói gì vậy nè, con về đây quỳ trước đó mẹ này, mẹ đây nghe con nói đó câu này, mẹ nghe đi. Con đây về lo trên đó núi non này, năm non bảy núi vạn liên này cùng vui. Vui đây cho con gặp đó chợ trong cái tâm này, để con mà gặp được lòng này con vui. Đâu vậy đi, giấy ai? Nó lộn bé ơi, bé ơi. Nơi mẹ, nơi mẹ khổ cầm lắm, không có lời. Nơi mẹ nói với bé là mẹ khổ cầm lắm, nên mẹ nói vậy đó. Rồi xong mẹ ly cái ở đây mẹ xin lỗi lại người ta. Nơi mẹ nói vậy đó mà, mẹ nói xong đi rồi lại người ta. Mẹ đâu có thấy ai ta đâu mà lại. Đúng không? Lại cũng đâu chính ai được. Đúng rồi hả? Anh này giấy bự rồi cho em nửa tờ đi. Rồi lấy đi. Đưa hết đi. Hết đi. Đưa hết rồi hồi tôi làm cái quạt đó mà đưa hết đi. Ngồi lên. Ngồi lên. Đúng rồi. Rồi cho dính nhau. Cái bên đụng mót hát. Hả? Cái gì? Cái gì làm gì? Dạ không có gì. Anh này té mà chụp té. Anh xỉu luôn rồi. Người đẹp ngồi tư thế nào cũng đẹp. Nó cô bé đẹp ngồi tư thế nào cũng đẹp. Chờ chừng nào được giống cái bông đó mới đúng á. Đúng rồi, đẹp mình ngồi đây thì đóng giác không à, đẹp chỗ nào chị nó không đúng dữ. Ngồi đóng giác đâu đẹp. Bông đó đẹp, ở đây cũng đẹp. Chắc ở đây là chị đẹp hơn à. Mình định lại lấy cái này che nè. Đúng không? Từ xa con đến nơi này, mẹ đây có vui. Bài hát ca này con mang đến đây dâng cho mẹ nơi này. Khóc luôn rồi. Thôi vui lên bé ơi, đừng có buồn bé ơi. Bé nhớ mẹ khóc. Bé nhớ mẹ. Như thế nào? Bé đâu có muốn xuống dân gian này đâu. Sợ lắm. Xuống cứu chúng sanh của bé ơi. Giờ trần gian bây giờ khổ quá khổ rồi. Đội Covid này không là chết quá chết rồi. Không có dùng đâu bé, cảm ơn chị. Có chi dùng vậy. Cho chúng sanh bà con của bác là được khỏe. Tâm lúc nào cũng nhớ Phật niệm Phật. Hướng về Phật. Nhưng bé thấy nhiều người nói nhưng mà giờ chừng coi lại trong này không có, không dính. Đâu không có.
Ngoài đó, nên mà nói khóc hoài là vậy đó. Bé đâu có muốn chung dân dân gì đâu. Bé ở trên đó bé chơi với bạn bé đó. Rồi bé học với tôi. Tôi chơi chung dân dân thì bé sợ lắm. Bé không xuống đây đâu. Nhưng mà nặng nhẹ ở mẹ chứ bé hoài à, hiếp mẹ bé hoài à, quấn hoài đó, mẹ chui vô chủng trình đóng giác chôm mà. Vậy đó. Rồi bé đâu có chung đầy. Nhưng mà thấy chúng chân thôi, trời thì dịp rất thương lắm. Nhưng bé làm chồng người phải đi trời, chỗ bé mời lên này đâu, bé làm hết xong, bé cho hết mọi người được cái sự cho nó ấm ấy chứ. Trời của huyện bà vui á. Rồi xong rồi bé đi lên cái lá sen bé đi về bà nội. Rồi chú bé không muốn chuẩn đi đâu. Chứ cái này bé sợ lắm. Bé sợ trần gian lắm rồi. Nhờ có bé mà bé xuống trần gian giúp cho dân được bớt khổ mà. Bé có bác đây nói vừa đối qua cái mẹ đi lên về tay xin vậy nè. Cái mẹ nói sao có con trả về mà sao vẫn cái bụng xẹp. Cái ông cái thương bà nói là chữa có chút cơm á, ăn không có được đầy no á, nó không có được ngồi vững rồi cái ngã hoài lẽ đó. Đó nên mẹ mua đồ đãi hết luôn. Rồi hoài đó. Chèn kia nằm dưới sụn trình này, bông kia dâng nở mùi tôm này bay khắp nơi. Chúng sanh ơi niệm Phật cho nhiều để đây mà dựng được màn này cho vui đi. Bé chỉ viên mọi người niệm Phật đi. Chứ bé không có muốn khóc đâu. Cái năm rồi là dịch á là bà chúng sanh là chết nhiều lắm rồi, giờ ta cũng tu niệm Phật nhiều lắm rồi cô bé. Nên là giờ bé nghe. Dạ. Về đây lấy sình đó nấu cái chuyện này, về đây mà giải tỏ hết mùi độc này cho nó ra đi. Ra đây ba bốn khứ đậu đó là bỏ chung này, để đây bắt lên lửa đó nó sôi này nó mềm da. Mềm da đây bỏ đó vô khăn khởi này, để đây mà cái chất độc đối với trùng này nó chết đi. Chết đi. Kìa, nhìn lên đi. Đó. Nhìn lên đi. Đó. Bà cao cô bác, gia đình mình nhìn lên đi. Đó. Nhìn lên đi. Nhìn lên đi. Cái giải này của chị đó cho bé đó. Nhưng mà thì kêu bé mặc đi á, chứ mẹ mặc mày mắc cửa. Mẹ nói già của cuối này mặc vậy người ta ra đường người ta dắt lá chuỗi mẹ sao nó qua đó nói già mà mặc đồ nào nè. Nói con nói với mẹ là cho bé mượn sắc mẹ mặc đi đỡ cho chị nó vui á, chứ mẹ nói bà mà cái này là ra đường cũng cái này là qua trọ đó. Ủa người ta tặng mà phải mặc chứ, đầu của US mà tặng mà bé phải mặc chứ. Đó. Lưu lết. Ừ. Là lần đầu tiên anh đó chơi gặp bé chở nơi này, cầm đây thằng không đó quay này về cùng nghe đi. Đừng đây đưa lên đó thằng không này, đừng đi khắp nơi đó. Họ tìm đau đầu nhức tai nha, nói chút đó. Rồi đúng không? Dạ đúng. Trời đâu mới chưa bơi chưa chẳng có trò đi. Nay không biết chưa. Đúng vậy. Đúng không? Mới gặp thằng một lần mà làm sao mà có cái này. Đúng không? Cho anh hỏi cái cô bé như mà niệm Phật mà được chánh sanh gì cõi Phật mình có hồi hướng không? Theo mình niệm Phật mà muốn về cõi Phật trên đó mình có hồi hướng gì mình được không? Ha là mà niệm Phật vậy thôi. Này niệm đây mà để nhớ trên môi này, lỗ tai nó gần đó, đầu này nó trống không. Chị niệm đây cổ huyền đó nghe này, chị đây mà sao bỏ xác đó chị mới được vào cổ huyền mới tổ tiên thôi. Cũng như là mình niệm Phật niệm đây là ngàn xưa đã nhắc đó, để lợi này về đây mà cùng quỳ gối đó nhớ chữ Phật này trên môi, trên đây nhớ đó cuộc lòng này, để đây mà nhớ được người xưa này hàng triệu năm để lại cho chúng sanh mà coi. Đúng không bé nói vậy có đúng không?
chị về đây mà gặp đó tổ tiên này, cùng đây mà ngồi đó, cơm này con mời dân, dân đây con xin đó dừng ngẩn này để lòng con được nhẹ đó, con bước chân này con xuống núi thôi. Hay quá mà hay quá vậy trời. Có như hồi xưa giờ gần xúc nhau con niệm Phật quá trần luôn, mà niệm Phật rồi con cũng ai cũng đâu có bao nhiêu người gì có Phật đâu, cũng như là về tâm nó đảo điên về nơi nào á, theo như mình con niệm Phật mình được hồi hướng về có Phật á. Về đâu mây đó nơi này, thằng thông mà thổi đó mây này trôi đi, trôi đi tiếng đó trên môi này, tổ tiền của quyền nghe được mừng này với chị thôi. Về của quyền mà chị chưa được gặp thì làm sao cửa Phật đón mình. Phật đây là mây đó gió này, tượng đây cho chị nhớ trong tâm này mà thôi. Đó giờ thấy hả? Mới thấy mà thấy cậu bé chị xin chào hết các gia đình. Bữa nay có duyên mới gặp lại hết gia đình mình. Con thấy mừng. Thấy mừng. Bây giờ gặp gì ai cũng cười hết, bé vui lắm. Tặng cho bé trên môi cười là bé mừng, bé lụm cái đó đem về khơi. Khơi cho bé bỏ vô cái bao hồ đô nè. Khi nào bé nhớ cái đem ra cười chung. Bé vui vẻ là bé gặp người nào cũng cười với bé trơn. Bé vui vẻ dễ thương. Dễ mến, dễ mến. Coi trên mạng không mà bữa nay có duyên mới gặp được bé. Thằng Thâm. Thằng Thâm. Nói đúng đi. Thằng Thâm. Nay có duyên thiệt luôn. Hải Thơ cùng nhau ngày đó 25 trời này tháng 2 về cùng đó chơi nơi này mới gặp nhau. Dạ đúng. Dạ đúng. Thân ta ai đó tạo thành, giờ đây niệm Phật mà để dành trong đây. Thế gian ơi, ơi hỡi thế gian, cũng vì cơm gạo mà gian nan cả đời. Đúng rồi. Giờ không là không làm đâu ai nuôi mình đâu. Không làm thì không có ăn. Không làm đâu ai nuôi mình đâu, rồi lấy gì sống. Làm thấy gian nan. Là sao? Không hiểu. Giờ chứ mấy ngón cài này để làm gì? Hey, mình ăn cái đó nợ người ta. Thôi đụng máu như bé mà. Người ta đi đụng ăn khỏi nợ, khỏi thấy nạt ai hết. Không phải đồ gì hết. Nước người ta dục đồ còn đó. Đây nè. Đi lên đây nè. Đâu phải mặc ai đâu mình nơi nào. Có bảy đâu. Ngủ rồi. Ngủ dưới giọng á, cũng như sát mẹ nè. Trời mùi tôi rồi, mùi tôi lúc đó mới 13 tuổi á. Rồi mẹ cũng tự mùi đó nè. Ôi nương nương ơi. Chỉ nợ này bằng không biết mấy cái mẹ mày. Mình cứ như là uống rồi nước nó chảy hình nước á cha. Bây giờ mình phải mày mình luôn bản thân mình. Nước vỡ chứ nợ nặng chi. Cũng như tô đắc nè, nhận cái chuyện những cái công việc từ thiện nè. Bé chèm bẹp, bé chèm bẹp. Bé chèm bẹp. Chèm bẹp. Bé chèm bẹp. Chèm bẹp hả? Đặt thêm cái chèm bẹp đi. Coi trong clip cái clip mà có ở ngoài à. Ngoài đời. Ngoài đời. Ngoại ngoại. Ngoại ngoại. Ngoại ngoại. Rồi ngoại cũng xuống luôn. Hôm nay là chị tặng im đi chị nói lung ba. Nay mới gặp. Từng người hỏi. Mà Phật con cảm ơn ngoại. Cô bé dùm cho con gửi cái này chỗ này đi. Ở chỗ đó con đang nói chuyện. Con nói chuyện xong là con mới nhận cô vào cửa cô lại. Chứ còn mình đang nói chuyện mà mình đưa cái đó vô đâu vô lại á là mình không có tôn trọng. Nè ngoại ngồi đi. Ngoài lớp giấy ngồi đi. Nên bây giờ bé ăn nè. Bé đợi đợi đứa bé tới nào bé đợi đứa lên lên đi. Rồi để bé nói chuyện với dặn anh Dũng đằng này. Vậy chị ngồi chữa chết ra chỗ nọ bé đi. Bé không thích ngồi gần chị đó. Không phải đâu, chị nói cũng đúng rồi. Bé làm như vậy này à. Bé đẹp quá. Bé đây chắp tay đó giữa ngực này, trái tim ăn nhân ái đó, nhịp cầu này. Lo đây bé xin đó khai mặt xa gần này, cùng đây chăm họ đó. Bé cảm ơn công đức anh ở trên chỗ Vạn Liên bãi núi này, bé xin thay nạt hết mọi người cái sự ấm no. Từ thiện đây cơm đó đầy này, canh đây bên cái đó nước hương này, anh đi phát cho bé đây khai mặt hết xa gần này. Bé đây xin kính cẩn nghiêng mình này, chào cảm ơn công đức anh. Dạ, Nam Mô Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây bé cảm ơn đó cô bác ở Tu Lết và chồng chị Diệt Lam phải không? À, để đây bỏ đồng tiền giấy nhỏ đó mà lo cái chuyện no ấm này cho chúng sanh. Chúng sanh đây đối đó cần này, để đây bé khai mặt hết đó. Bé cảm ơn lời này bay xa, thằng không đây thổi đó có gió này. Lời đây bé chương trình đó bay khắp phương trời này, ở gọng trái đất nha. Mô Phật bé cảm ơn. Con đây xin chúng đó hết cô bác có mặt nơi này, cùng đây gia đình ấm áp có nắm tay này, cùng niệm Phật đi. Niệm Phật đây cho cụ quyền đó tổ tiên nơi này, cùng đây nghe được đó con cháu này, mình cùng các tiếng kia. Tiếng kia đây niệm Phật đó gian xa này, tính chừng trời mây đó được hồng ân này ban tặng cho. Bé chị có chút đôi lời đó, bé chị xin chào hết gia đình nha. Mô Phật bé chị xin chào. Mô Phật. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.